Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 7 ngày 17 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Đánh giá chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giữa hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La. Cần nâng cấp đoạn đê bối xuống cấp tại xã Phú Cường. Huyện Tiên Lữ nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Thay đổi thói quen tiết kiệm văn minh trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Một đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và ba đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vào Bộ Chính trị. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Năm 2019, đồng chí làm Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2022, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Tháng 6 năm 2024, đồng chí được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bộ Chính trị khóa 13 có 15 ủy viên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Bí thư, gồm đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Bí thư Trung ương khóa 13, hiện có 12 ủy viên. Sáng nay tại huyện Yên Mỹ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp công tác tuyên giáo năm 2023-2024. Sự hội nghị có các đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La. Thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên giáo giai đoạn 2022-2025, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các chủ trương chính sách, tình hình kinh tế xã hội của hai tỉnh. Hai ban phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm về việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cách làm hiệu quả trong tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử Đảng bộ địa phương, đưa chuyên đề lịch sử địa phương vào giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ năm 2023, Ban tổ chức đã nhận được 237 bài dự thi của các tác giả đến từ tỉnh Sơn La. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị thời gian tới, hai ban sẽ tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chú trọng công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời các điểm nóng, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Cùng ngày, đoàn đại biểu hai ban đã dâng hương tại khu lưu niệm Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự và đẩy mạnh cải cách hành chính, Công an huyện Văn Lâm đang triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hay còn gọi là bộ phận một cửa tại Công an huyện và Công an các xã thị trấn. Hiện nay, Công an huyện Văn Lâm đã triển khai bộ phận một cửa tại Công an huyện và đang triển khai tại Công an xã Tân Quang.
các bộ phận một cửa đều đảm bảo đầy đủ 7 tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân lực. Công an huyện bố trí cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực về trật tự xã hội, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại bộ phận một cửa, trang bị các thiết bị camera giám sát điều hòa, bảng điện tử, máy tính, máy in, mạng internet. Phương châm phục vụ là nhanh nhất, hiệu quả nhất, nhân dân hài lòng nhất. Chưa hết việc là chưa hết giờ, triển khai mã QR code để đo lường sự hài lòng của tổ chức cá nhân. Bộ phận một cửa Công an huyện Văn Lâm được Công an tỉnh Hưng Yên đánh giá đạt 94 điểm, xếp loại xuất sắc. Công an huyện chủ trương khi đưa vào hoạt động trụ sở công an các xã thị trấn sẽ đồng thời triển khai bộ phận một cửa. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở Công an xã Tứ Dân. Trụ sở Công an xã Tứ Dân có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh 2,5 tỷ đồng, nguồn vốn huyện 7,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2023 trên khu đất rộng hơn 1.500m2. Khối nhà làm việc cao 2 tầng, có diện tích xây dựng 730m2 và nhiều công trình phụ trợ khác. Sau 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động. Đến thời điểm này, huyện Khoái Châu đã xây dựng và đưa 5 công trình trụ sở công an xã vào sử dụng. Các công trình đi vào hoạt động góp phần tạo điều kiện cho lực lượng công an chính quy ở cơ sở có điều kiện làm việc tốt hơn, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Được biết, từ nay đến cuối năm, huyện Khoái Châu sẽ khánh thành và đưa thêm 6 trụ sở công an xã vào hoạt động. Và đến tháng 3 năm 2025 sẽ hoàn thành cải tạo, xây mới 9 công trình trụ sở công an xã còn lại. Và các bạn, những năm qua, huyện Tiên Lữ chú trọng tuyên truyền hỗ trợ người dân tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các địa phương. Tại xã Thủ Sĩ, phát huy thế mạnh của địa phương, năm 2019, sau khi thành lập, Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Duy Nhất đã chú trọng xây dựng thương hiệu và mở rộng sản xuất. Hợp tác xã đã tích cực đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tích cực tham gia chương trình OCOP. Từ khi tham gia chương trình, hợp tác xã được các ngành chức năng của tỉnh, của huyện hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện về mặt thủ tục, tem nhãn, bao bì. Đến nay, hợp tác xã có 3 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao là bưởi quả tươi, cam quả tươi và nhãn hương chi. Có những sản phẩm như cam, bưởi đã được công nhận lần thứ 2 rồi. Và khi mà được công nhận OCOP thì về vấn đề tiêu thụ, người dân là người ta cũng tin tưởng hơn, giá nó cũng sẽ được giá hơn. Thế là như chúng tôi ở đây là đã có những cái loại nhãn mà bán lên 100.000 một cân. Ngoài các hợp tác xã, nhiều cơ sở sản xuất trong huyện đã mạnh dạn tham gia chương trình OCOP và đạt được nhiều thành công sau khi được chứng nhận sản phẩm OCOP. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu nông sản Việt Vinagri xã Minh Phượng. Đến nay, công ty đã có 2 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 4 sao là long nhãn và long nhãn ôm sen. Thông qua chương trình OCOP, các sản phẩm của công ty được chứng minh về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, được quảng bá rộng rãi, tạo lợi thế để sản phẩm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh trên thị trường. Nhờ đó, công ty tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản cho người dân, doanh thu của công ty tăng hàng năm và việc làm thu nhập ổn định cho 40 lao động trong xã. Khi mà khách hàng biết được là sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm của tỉnh đạt OCOP 4 sao thì họ bớt đi những cái băn khoăn, sẵn sàng là dùng thử và mua hàng. Chúng tôi cũng sẽ có định hướng trình lên để xét duyệt sản phẩm OCOP của tỉnh vào 2 dòng sản phẩm, đó là sen xốp giòn và sen tươi xốp giòn. Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo phòng chuyên môn các địa phương tiến hành rà soát, xác định các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc địa phương, đảm bảo tiêu chuẩn để phát triển thành sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn huyện có 21 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm chứng nhận OCOP hạng 4 sao.
chương trình OCOP đã góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm của địa phương. Sau khi nhận được sự đồng thuận của người dân, huyện Văn Lâm đang tập trung tháo dỡ 3 công trình nhà ở tại thôn Xuân Đào, xã Lương Tài nằm trong hành lang an toàn đường dây 500 kV mạch 3. Đây là phần diện tích cuối cùng được giải phóng mặt bằng ngay trước thời điểm đóng điện cận kề. Trước đó, chính quyền, các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm, xã Lương Tài phải nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích, thậm chí lãnh đạo xã phải đứng ra cam kết đảm bảo một số vấn đề liên quan để có sự đồng thuận của các hộ còn lại. Đây là các trường hợp phải bố trí tái định cư. Cận kề thời hạn cuối cùng, các hộ đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Từ sáng ngày 16 tháng 8, xã Lương Tài huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình di chuyển tài sản, đồ đạc và bố trí 2 máy xúc để tháo dỡ. Dự kiến đến ngày 18 tháng 8, cả 3 công trình này được hạ giải toàn bộ. Trước đó, một công trình nhà ở tại thôn Nhật Tảo đã được tháo dỡ hoàn toàn. Như vậy, huyện Văn Lâm sẽ hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng gần 3 hectare cho 3,6 km đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn trước thời điểm đóng điện đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố Núi vào ngày 19 tháng 8, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. Do xây dựng đã lâu, không được nâng cấp, sửa chữa nên hiện nay tuyến đê bối giáp sông Hồng của xã Phú Cường, Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đang bị xuống cấp khiến cho nhân dân đi lại rất khó khăn. Tuyến đê bối qua hai xã có chiều dài trên 10 km được xây dựng từ đầu những năm 1970 có tác dụng ngăn lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân hai xã Phú Cường và Hùng Cường. Tuy nhiên, sau nhiều năm chưa được nâng cấp, cải tạo, mặt đê xuất hiện nhiều ổ gà và chưa được cứng hóa nên hiện không còn đảm bảo nhiệm vụ phòng chống thiên tai và khó khăn cho việc sản xuất đi lại của nhân dân. Đáng báo động là trong đợt tháng 7 vừa qua, trên địa bàn xã Phú Cường xảy ra sự cố sạt lở khá nghiêm trọng. Đoạn kè thuộc địa bàn thôn Tân Mỹ 2 đến nay chưa được khắc phục triệt để, mặc dù vẫn đang trong mùa mưa bão. Khi phát hiện ra thì tôi cũng báo cáo lãnh đạo địa phương, báo cáo với các cấp có thẩm quyền, kịp thời gia cố và xây dựng lại mái kè cho xã Phú Cường. Nếu như trong mùa mưa bão nước lên to mà những cái điểm kè bị sạt lở mà không kịp thời gia cố kè đá thì cái nguy cơ nước xoáy và dòng xiết chảy xiết sẽ gây ảnh hưởng sạt lở lớn và sạt lở nhiều và gây ảnh hưởng nặng nề đến cái đất nông nghiệp sản xuất của nhân dân. Quan niệm từ xa xưa của người Việt về dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch thường mua sắm đồ lễ, cúng bái, chuẩn bị rất nhiều và kỹ càng. Thế nhưng nhịp sống hiện đại đã giúp cho những quan niệm này dần thay đổi bằng những thói quen tiết kiệm văn minh, hạn chế đồ vàng mã cầu kỳ và quan trọng là tấm lòng thành kính dành cho cha mẹ, gia đình và tổ tiên. Thị trường hàng hóa và dịch vụ dịp lễ Vu Lan năm nay tại Hưng Yên cũng đa dạng và nắm bắt nhu cầu xu hướng của mọi người. 6 giờ sáng ngày 14 tháng 7 âm lịch, chị Hương ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử đã kịp chuẩn bị đồ, chế biến và hoàn thành 5 mâm cỗ chay thắp hương ngày rằm cho mọi người đặt trước. Nắm bắt được xu hướng sử dụng thực phẩm chay thắp hương rằm tháng 7 với nguyên nhân vừa vì sức khỏe, vừa vì quan niệm tâm linh, chị nhận làm dịch vụ mâm cỗ chay trọn gói. Giá cả hợp lý, mâm cỗ cũng đầy đủ các nhóm món ăn như nem, chả, rau, món xào, nên nhiều gia đình lựa chọn cúng rằm đơn giản như vậy thay vì mâm cao cỗ đầy nhiều món mặn. Đồ mâm chay này cũng có món mặn, cũng có món xào, món nấu và món rán và tinh bột nữa, cũng giống như là cũng mặn ấy. Mà có cái khác là làm từ các loại đậu và những cái đồ chay ấy, để dâng hương lên các cụ tổ tiên, chủ yếu là cái lòng thành, cái tâm của mình. Năm nay, sự thay đổi của nhiều người dân trong thói quen mua sắm vàng mã tại các cửa hàng thể hiện rõ rệt. Sức mua tăng, song mọi người hầu hết chỉ mua sắm đủ chút tiền vàng, thẻ hương, đồ lễ, chứ không còn cảnh đồ hàng mã nhiều, đồ sộ xếp đầy xe. Thay vào đó là thực hiện các nghi thức đơn giản. Quan trọng là hướng tấm lòng về gia đình, sum họp dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Đốt nhiều vàng mã giờ này rất phí, mà nó không có khi còn gây ô nhiễm môi trường á, cũng là ở cái tâm mình thôi, duy trì phong tục một chút thôi. Lễ Vu Lan thì đối với mình thì cũng chỉ là mâm cỗ đơn giản thôi, cùng với chút tiền vàng. Quan trọng thì là mình sắp xếp thời gian để đưa con cái
để về thăm nội thăm ngoại để sum họp gia đình. Đồng thời thì cũng là như thế là cũng dạy cho con cái biết là phải sau này lớn lên dù ở đâu làm gì cũng luôn hướng về cội nguồn và tổ tiên của mình. Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm đã trở nên sôi động hơn từ khoảng một tuần nay. Các sản phẩm như hoa quả tươi, thực phẩm, làm đồ thắp hương bắt đầu đắt hàng hơn. Các tiểu thương chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa lớn, phục vụ nhu cầu của thị trường. Giá cả các mặt hàng có xu hướng ổn định, tăng nhẹ ở một số loại hoa thắp hương, quả bài mâm, ban thờ. Đi chợ sắm đồ thì là đa dạng, giá cả thì cũng bình dân như dễ mua, dễ sắm. Vàng mã thì là sắm vừa phải thôi chứ không dám sắm nhiều. Nói chung là bây giờ là người ta hạn chế rồi, nó không như ngày xưa nữa, mỗi năm bước khác. Cái ngày lễ Vu Lan này ấy thì ai cũng như ai thôi, cũng hướng về tổ tiên. Thế cho nên là sạp lấy toàn hàng tốt nhất để phục vụ nhân dân, giá cả thì ổn định, chứ không có cái gì mà tăng vọt cả. Sự thay đổi tích cực của người dân từ việc hạn chế đốt vàng mã, thực hiện nghi lễ thắp hương cúng bái tiết kiệm dịp lễ Vu Lan, không những vừa giúp mọi người thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng lành mạnh, văn minh mà còn giúp có được sự thanh thản, nhẹ nhõm trong tinh thần để hướng về nguồn cội chứ không cần thiết phải cầu kỳ, tốn kém đâu xa. Trong bối cảnh chăn nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh, nhiều hộ dân ở huyện Kim Động đã lựa chọn chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, vừa tiết kiệm chi phí lại góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chăn nuôi theo phương pháp truyền thống từ năm 2013, sau một số lần gặp thiệt hại do dịch bệnh, từ năm 2018, gia đình anh Nguyễn Quang Tiền ở thôn Đào Xá, xã Nghĩa Dân quyết định đầu tư mở rộng chuồng trại để nuôi gà đẻ và gà thương phẩm theo phương pháp an toàn sinh học. Anh Tiền đã xây nhiều ô chuồng để nuôi nhốt riêng gia cầm ở mỗi độ tuổi khác nhau, đồng thời thực hiện chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học để hạn chế mùi hôi, bảo vệ môi trường. Trong quá trình nuôi, thức ăn phải đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, được sản xuất từ các cơ sở sản xuất thức ăn uy tín trên thị trường. Bổ sung thêm chất khoáng, vitamin, các chất điện giải. Định kỳ hàng tuần, thực hiện vệ sinh tiêu độc toàn khu vực chuồng trại. Hiện mỗi tháng gia đình anh cung cấp ra thị trường từ 12 đến 15 nghìn con gà giống đông tảo. Kiểm soát mức độ ăn này, uống rồi là phòng bệnh này, nói chung đầy đủ. Đấy, nên là từ ngày nuôi gà đến giờ là mình cũng gần như là chưa lần nào thiệt hại đến kinh tế. Mỗi một năm ấy thì là gia đình là cũng thu nhập được từ 200 đến 300 triệu. Từ 4 năm nay, việc chăn nuôi gà đẻ trứng tại Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia ở xã Chính Nghĩa được thực hiện hoàn toàn theo hướng hiện đại an toàn sinh học. Trên diện tích hơn 2.000 m² tại khu chăn nuôi tập trung này, các thành viên của Hợp tác xã đang nuôi 90.000 con gà đẻ. Các khu chuồng nuôi được thiết kế khép kín, khoa học, sử dụng đệm lót sinh học. Mỗi chuồng đều có hệ thống làm mát khi trời nắng nóng, giữ ấm khi trời lạnh. Dãy máng thức ăn chạy dài trong chuồng được thiết kế luôn khô thoáng, sạch sẽ. Nguồn nước uống cho gia cầm luôn đảm bảo vệ sinh. Hiện nay, sản lượng trứng xuất bán ra thị trường khoảng 75.000 quả trứng mỗi ngày. Mỗi năm, Hợp tác xã thu lãi gần 10 tỷ đồng. Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chúng tôi là chuyên vào con gà đẻ trứng, thì cái tỷ lệ đẻ trứng nó đạt độ khoảng tầm 90-92%. Còn nếu chăn nuôi truyền thống kia thì nó chỉ độ khoảng 65-70%. Trước kia thì nhà mình có độ khoảng 3 vạn, nhưng bây giờ mình đã nâng công suất lên gấp đôi, là 6 vạn. Nhờ chứng minh được hiệu quả về kinh tế và phòng chống dịch bệnh, nên phương pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ngày càng được nhiều hộ chăn nuôi gia cầm ở huyện Kim Động nuôi áp dụng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 85 hộ đang thực hiện chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học với tổng đàn trên 17 triệu con. Việc chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hạn chế rủi ro và phát triển bền vững. Ngày 16 tháng 8, hơn 50 công nhân tại công ty may xuất khẩu Phú Thịnh, huyện Kim Động bị ngộ độc thực phẩm phải điều trị tại cơ sở y tế. Đến nay đã ghi nhận 54 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 5 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 13 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, 11 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động, còn lại điều trị tại các cơ sở y tế. Đến chiều ngày 16 tháng 8, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, 14 người được xuất viện theo dõi sức khỏe tại nhà. Hiện các đơn vị đang tiếp tục theo dõi về tình trạng sức khỏe của người bệnh và bổ sung lượng thuốc, dịch truyền, sẵn sàng ứng phó trong những trường hợp khẩn cấp. Cũng trong ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để xác minh nguyên nhân của vụ ngộ độc.
Được biết, sau khi ăn bữa cơm trưa ngày 15 tháng 8 tại công ty, thì đến sáng ngày 16 tháng 8, 54 công nhân đồng loạt có biểu hiện đau bụng và buồn nôn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.